Ok, mình bắt đầu nhá. M. Có đứa nó kêu M. Trên đầu Minh Mia lên em. Các em có nhìn thấy rõ gì không? Cả nhà có nhìn thấy rõ không? Mình bắt đầu nhá. Chiến rồi. 351 ôn thi lý thuyết buổi sáng chuyên mục 351. Polymer nào sau đây là polymer thiên nhiên? Polymer nào sau đây là polymer thiên nhiên? Cao su buna không không cao su buna nó là gì nhỉ? Nó là cao su. Cao su isopren nó cũng là cao su. Ni lông 6,6 thì nó là tơ, đúng không? Thì bọn này đều là polymer hết, nhưng mà bọn này nó là polymer nhân tạo. Ni lông 6,6 thì nó là tơ, đúng không? Và ni lông 6,6 này nó là tơ thì nó là tơ, cũng là tơ tổng hợp. Đây, tổng hợp chỉ có amylose là thiên nhiên. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án à. Câu 352 nào. 352 đường fructose có rất nhiều trong mật ong, ngoài ra còn có trong các loại hoa quả và rau xanh như cam, xoài, rau riếp, cà chua, rất tốt cho sức khỏe, rất tốt cho sức khỏe. Vậy đường fructose là giống như glucose thì đường fructose nó là 300 là C6H12O6. Đáp án B bỏ. Tiếp tục nha. Câu 353. Polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? Polymer nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? PVC là không phải phân nhánh. Cao su isopren cũng không phải phân nhánh. Cellulose là cũng không phân nhánh. Chỉ có gì? Amylopectin. Hôm qua mình làm suốt. Đúng không? Câu 354. Ở điều kiện thường, aminic là chất lỏng dễ bị oxy hóa khi để ngoài không khí. Dung dịch không làm nổi màu quỷ tím, nhưng tác dụng với nước brom tạo nên kết tủa trắng. Amin X là chất lỏng nhé, dễ bị oxy hóa khi để ngoài không khí. Dimethylamin là chất khí này, methylamin là chất khí này, vứt này. Dung dịch X không làm nổi màu quỷ tím, nhưng tác dụng nước brom tạo kết tủa trắng. Và chắc chắn đáp án đúng chúng ta là đáp án anilin. Thấy chưa? 354 đáp án này. 355. 9 gam glucose phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong NH3 thu được mg gam bạc. Mình tìm được số mol glucose bằng 9 chia cho 180. Máy tính xịn đâu rồi? Đây rồi. 9 chia 180 bằng được bao nhiêu nhân với lại 2 bằng nhân 108 bằng 10,8 gam. 10,8 là đáp án đúng chúng ta đáp án D. Ok chưa? Câu 356 mình cứ giải đến câu 400 nhá. Sáng nay mình cứ giải đến câu 400 thôi. Ôn lý thuyết sáng sớm là cứ giải đến câu 400. Câu 356. Hai chất nào sau đây? Hai chất nào? Bạn nào chưa xe lại về tường thì xe nhanh về tường nhá. Các em thấy kinh giật tối hôm qua live stream đấy các em đến gần 11 giờ. Sáng nay 5 giờ và 10 lại live stream tiếp. Chắc khả năng cao em chưa tỉnh ngủ ấy. Đúng không? Mọi thứ đang nét căng hơn cả Sony luôn. Mắt thấy thế nhòe nhòe. Câu 356. Hai chất nào sau đây đều tham gia phản ứng trùng hợp tạo polymer? Chú ý cho thầy là từ trùng hợp. Amino acid và protein thì không phải, đúng không? Butan 1,3 DN và alanin không? Ethan và protein không, chỉ có gì? Vinin, chlorua và caprolactam, hai thằng này đều trùng hợp để tạo ra polymer. Anh này thì tạo thành tơ PVC, anh này thì tạo thành tơ capron, đúng chưa? Các bạn đúng đáp án này. Câu 357. Xe nhanh lại về tường nhá. Xe thật nhanh lại về tường. Tác các bạn vào đây để ôn bài lý thuyết buổi sáng sớm. Câu 357. Tiến hành phản ứng hướng khử oxit X thành kim loại bằng khí CO dư theo sơ đồ hình vẽ. Chúng ta lưu ý là oxit bị khử với hydro bởi CO. Đây CO, hình vẽ nhầm. Thì CO chỉ khử các oxit kim loại đứng sau nhôm. Và mình đọc thôi. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Afio. Phải không thể KIO, KIO đứng trước nhôm, nhôm đứng cạnh nhôm. Mà gì đứng trước nhôm, phải đảm bảo đúng đáp án C, CO. Tiếp tục nha. Câu 358. 358 à. Ui, lần đầu tiên học bài sáng sớm lên được hơn 150 bạn. Các em thử cố gắng xe nữa xem lên được hơn 200 bạn không. 200 bạn thì là một kỷ lục của học bài sáng sớm đấy. Câu 358. Một đoạn mạch PVC có 1.000 mắt xích khối lượng đoạn mạch nó. Thế PVC mình biết được công thức nó là CH2 nối đôi CHCl, tất cả N lần. Thế thì anh này thì bằng là 14 này
cộng với 13 này cộng 35,5 này, thế là bằng 62,5. Mà 1.000 mắt xích về nhân 1.000, vậy là bằng 6.250. 6.250 đây này, 6.250 đó, đó. 6.250 mà nhân 1.000, 62,5 nhân 1.000 mà đây là thì nhân 100, 6.500, đáp án đúng đáp án B. Ok chưa? Tiếp tục nhá, câu 359. 359. Cho CH4OH phản ứng với hỗn hợp gồm trong môi trường axit thu được tối đa bao nhiêu số este thuần chữ. Thế thì đặt này, anh này là 1, cái này là 2. Cắm vào hai vị trí đúng không? Vậy thì có 1 1 2 2 1 2, 2 1 trùng với lại 1 2. Vậy đáp án đúng chúng ta là có 2 este thuần chữ. B. Câu 360. Câu 360. Câu 360. Ba dung dịch có tính chất chung nào sau đây? Ba dung dịch có tính chất chung nào sau đây? Đấy, chúng ta xem nó có tính chất chung gì nhá. Đun nóng CO2 hai lần có kết tủa đỏ gạch, glucose đỏ gạch, xác không đỏ gạch. Vậy là loại A. Hòa tan CO2 này chọn dung dịch màu xanh lam, đấy là tính chất của anconake. Glucose là anconake đúng. Saccharose là anconake đúng và fructose cũng anconake đúng. Vậy chắc chắn đáp án đúng chúng ta đáp án B. Hòa tan CO2 này lần trong dịch màu xanh lam. Câu 361. Câu 361 chúng ta cực kỳ tiết kiệm thời gian đấy nhá các em, để ý thầy cực kỳ tiết kiệm thời gian cho các em. Và mình học phải như vậy. Câu 361, chất ở trạng thái lỏng ở điều kiện thường này. Chất ở trạng thái lỏng ở điều kiện thường. Mình chú ý này, chất trạng thái lỏng điều kiện thường mình có tripalmitin. Tripalmitin là C15H31COO, tất cả 3 lần C3H5. Anh này là chất béo no, chất béo no thì nó phải là chất rắn. Loại triolin là C17H33COO, 3 lần C3H5. Thế này là có một đôi CC đúng không? Vậy gốc này gốc chưa no, nguồn 169 bạn, gốc này gốc chưa no. Gốc không no vậy tanh này phải tồn tại điều kiện thường thể lỏng đúng không? Chất béo không no mà. Được chưa? Đấy, chúng ta chú ý là chất béo mà no thì rắn. Còn chất béo mà tạo bởi gốc không no thì là lỏng. Lưu ý đấy nha. Và tiếp tục câu 362. Lê Trung Đức, tốt, chính xác. Em đã bị lừa. Đấy, học bài sáng sớm nó khác, não mình được thông, hiểu không? Não mình được thông nó khác kiểu lắm. Các em phải comment đáp án thật nhiều vào đây, trong này toàn lý thuyết thôi. 362, cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là, cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là thủy phân hoàn toàn vinil acetat bằng NaOH thu được natri acetat anhydride formic, xem đúng nhá. Vinil acetat là anh này. Đến giấy còn hết. Đây. Vinil acetat là anh CH3COO, vinin CH nối đôi CH2. Thủy phân thì ta thu được CH3COONa đây trong môi trường NaOH cộng với lại CH3CHO natri acetat thì đúng rồi, nhưng này là anhydride acetic chứ không phải anhydride formic, sai. Được chưa? Polyethylene được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng, sai, nó phải là trùng hợp đúng không? Bạn nào chưa xe là nhanh về tường nhá. Ở điều kiện thường anidin là chất khí, sai, nó là chất lỏng. Tinh bột thuộc loại polysaccharide, cái này đúng. Ở điều kiện thích hợp triolin tham gia phản cộng hydro, đúng tiếp. Vậy mình chỉ có gì thôi, D và E đúng. Vậy số phát biểu đúng của mình là 2. Đáp án đúng đáp án A. Ok. Các em có hiểu không? Các em mà nghe thầy giảng có hiểu không? Hiểu thì chấm cái để thầy biết nhé. Nào mình có tiếp. Câu 363. Số chất trong dãy bị thủy phân khi đun nóng trong với dung dịch axit vô cơ là. Thế mình có này. Amylose, amylopectin bị thủy phân này, xác bị thủy phân, sen bị thủy phân, fructose không? Glucose không? 1 2 3 4. 4 anh. 4 anh bị thủy phân khi đun nóng với dung dịch axit vô cơ. Đáp án đúng đáp án D. Glucose và fructose là monosaccharide. Monosaccharide thì không bị thủy phân. Được chưa? 364. Hỗn hợp nào sau đây thuộc loại dipeptide? Các em lưu ý, dipeptide là phải được tạo bởi từ hai gốc alpha amino acid nhá. Nó phải được tạo bởi từ hai gốc alpha amino acid và một điều nữa của bọn dipeptide. Đó là gì? Đấy, tiếp bây giờ mình nhìn nhá. Anh này là alpha amino acyl này, ala này, hai gốc alpha amino acid, đúng rồi, thỏa mãn. Đúng không? Anh này không phải alpha vớt. Đúng chưa? Anh này ba này, vớt.
Anh này không phải alpha vớt. Vậy đáp án đúng đáp án. À. Ok, cẩn thận bị nhầm nhá. Câu 365. 365. Để hòa tan được 365. Các em comment đáp án 365 nhé, đợi tí thể lấy giấy. 365 đáp án gì? 365. Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2 gam sắt, số mol sắt 11,2 trên 56. 0,2 mol. Và 4,8 gam Fe2O3. Fe2O3 số mol bằng 4,8 chia 160 bằng 0,03 mol. Cần dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, nó là 2V. Thu được dung dịch Y. Đấy, thế bây giờ các em cần chú ý nha. Chúng ta cần chú ý này. Hòa tan này cần tối thiểu về đầu tiên là phản ứng Fe2O3 cộng HCl thì nó tạo thành Fe3 cộng. 0,03 nhân 2. 0,03 nhân 2. 0,03 nhân 2 bằng 0,06. Đúng chưa? Đấy, tiếp tục này. Sắt 3 cộng sẽ ăn sắt trước để tạo thành sắt 2 cộng. Sau đó sắt cũng ăn HCl để tạo thành sắt 2 cộng. Đúng không? Thế thì chúng ta phải có phương trình ở đây là Fe3 cộng ăn với lại sắt để tạo thành sắt 2 cộng. Đây là 2 tạo thành 3. Số mol sắt 3 cộng bằng 0,06 mà sắt bằng 0,2 thôi. Vậy tính cho anh này 0,06. Vậy suy ra anh này phản ứng hết 0,03 tạo thành anh này là bằng 0,09. Đấy. Vậy sắt 2 cộng là 0,09 đã này. Sau đó sắt dư 0,2 trừ đi 0,03 thì nó còn là bao nhiêu nhỉ? 0,17. Đấy, sắt dư 0,17. 0,17 thì sắt dư này lại phản ứng tiếp với lại HCl. Bởi vì vừa đủ mà để tạo thành sắt dương 2. Vậy số mol sắt này bằng 0,17. Thì ăn tiếp với HCl thì tạo thành 0,17 mol sắt dương 2. Vậy thì tổng lại là số mol sắt dương 2 là 0,17 cộng 0,09. 0,17 cộng 0,09 bằng 0,26. Được chưa? Còn sắt dương 3 là 0,06. Mất đi. Mất hết. Đúng chưa? Vậy là chỉ có sắt dương 2 thôi, trong dịch chúng ta chỉ tồn tại sắt dương 2 thôi. 0,06. Và muối chúng ta là muối FeCl2. 0,26 mol. Được chưa? Nhìn kỹ chưa? Nhìn kỹ chưa? Tiếp tục này. Cho này tác dụng với AgNO3 dư. Thì thu mg kết tủa, chúng ta có kết tủa chắc chắn là kết tủa AgCl. Số mol Cl trừ 0,26 nhân 2 và 0,52. Và tạo thành kết tủa bạc nữa. Sắt 2 cộng với sắt 3 cộng. Bạc cộng với bạc không, 0,26 mol bạc. Ok chưa? Vậy mình được kết tủa 0,52 nhân mạng mẫu đơn 108 cộng 35,5 cộng với lại 108 nhân 0,26 bằng 102,7. 102,7. Đấy, vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B. Ok? Các em hiểu chứ? Đáp án đúng đáp án B, cẩn thận bị nhầm nhá. Câu 366. 366. Sao phong hóa hoàn toàn mg triglyceride. Ôi câu này dễ. Triglyceride là đặt ở chất béo X. Một thằng chất béo thì ăn 3 NaOH. Thu được 0,5 mol glycerol C3H8O3. Số mol 0,5. Và muối. Đề bài cho muối khan bằng 459. Vậy hoàn toàn mình bảo toàn khối lượng mình có. Đây anh này 0,5 nhân 92. Chúng ta phải làm nhanh nhá. Bằng. Mình có là số mol glycerol thì đây 0,5 thì suy ra số mol NaOH 0,5 nhân 3 bằng 1,5. Đúng không? Vậy đây là 1,5 nhân 40, yêu cầu giá trị của M. Mình bảo toàn khối lượng là mình đây. Mình được 0,5 nhân 92 cộng với lại 495, 459 trừ đi 1,5 nhân 40. 445. 445. Vậy đáp án đúng mình là đáp án D. Đấy, thầy và buồn ngủ khó chọn quá. Kinh không? Tại vì là các em thi buổi sáng đấy. Thi buổi sáng mà buồn ngủ thế này là to như các em ạ. Thế nên là các em nhớ rằng là cái chuỗi này của thầy chạy từ lâu rồi. Để giúp cho bọn em ngồi phòng thi không bị buồn ngủ. Ôi, phòng thi mà buồn ngủ là đi rồi. Đi con mẹ hàng luôn rồi. Tiếp tục nhá, câu 367. Cứ phải chọn đi, buồn ngủ cũng phải chọn. 0,56 trên 56. Đây là luyện tập não. 0,01. Và magie. Tác dụng với CuS4 là đồng 2 cộng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,92 gam kim loại với thứ tự kim loại tạo thành đồng tạo thành đầu tiên. Mình test xem đây có phải chỉ một đồng không? 0,92 chia 64. À không phải chỉ một đồng, vậy chắc chắn có sắt dư. Có sắt dư. Đấy.
chỗ này là 0,92 gam kim loại. Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 là ấy. Câu này hơi bị chất luôn đấy nhờ. À, sắt 2 cộng Mg tác dụng 250 sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,92 gam kim loại. 0,29 gam kim loại này là sắt và đồng dư. Vậy ở trong dung dịch chúng ta chỉ tồn tại muối Mg SO4 và muối FeSO4. Đúng không? Thế mình đặt số mol sắt nhỉ. 0,56 gam kim loại sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thầy nói phát tỉnh luôn, đúng rồi. Phải khủng luôn. Ui, chưa ngủ thì chết. 0,56 này, magie này. 0,56 gam sắt và magie thì không hiểu cái đề này có nghĩa gì. Nghĩa là... À, thôi cứ làm đi. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,92 gam kim loại, chắc chắn không phải chỉ muốn đồng, mà chắc chắn là có đồng với lại sắt dư rồi. Mình đặt thôi. Mình đặt số mol đồng của mình là amon. Thì số mol sắt của mình là bmon, mình được là 64A. Cộng với 56B thì bằng 0,92. Mình bảo toàn sắt, thì anh này 0,01 mà trừ đi B. Đây là 0,01 trừ B. Được chưa? Đây là CuS4 này. Thế không giải được nhỉ? Câu này khả năng cao lỗi đề mà. Đây, 0,56 gam sắt khả năng cao là bao nhiêu gam magie nữa cơ. Câu này lỗi đề, thiếu đề. Thiếu đề các em ạ. Nhá. Thiếu đề đấy, chứ không phải là đúng đâu. Ừ đúng rồi, thiếu đề. 0,92 đồng dư. À, không phải thiếu đề. Đồng dư mà. Nhưng đây hỏi là nồng độ mol trên lít dung dịch CuS4. Ừ không, không đủ dữ kiện để tìm. Đúng nhỉ? Do sắt dư thì sắt đẩy hết đồng ra. Thì 0,92, đúng rồi, amon 0,92 sắt dư. Không tìm được em ạ, không tìm được. Câu này lỗi đề, câu này thiếu đề. Câu này thiếu đề các em nhé. Mình có câu tiếp, câu 367 và câu 368. Xà phòng hóa chất béo X thu được glycerol và hỗn hợp 2 muối. Glycerol hỗn hợp 2 muối, đặt muối này là 1, muối này là 2, có tỷ lệ 1:2. Vậy có nghĩa là 2 gốc palmitat và 1 gốc trioleat. Vậy nó sẽ là 1:2:2:2:1:2. Đúng chưa? Vậy nó chỉ có 2 thôi. Đáp án đúng đáp án D. Nhưng trong này không có cho số mol magie em. Được chưa? Câu này lỗi đề rồi, chỗ này không có cho số mol magie. Câu 369 nha, câu 369. Đúng rồi, câu này thiếu, thế nên thầy biết là thiếu đề. Câu 369 nào các em, 369. Nhận xét nào sau đây là không đúng. Xe nhanh về tường nhá. Tripeptide gliala gli có phản ứng màu bí ở đây. Đúng chính xác. A đúng này. Liên kết peptide là liên kết CONH giữa hai đơn vị amino acid, đúng chính xác. Các dung dịch glycine, alanin, câu này thiếu đề các em, thiếu đề nên bỏ. Các dung dịch glycine, alanin, lysine đều không làm đổi màu quỷ tím này. Glycine làm quỷ chuyển thành màu, không đổi màu, alanin không đổi màu nhưng lysine làm quỷ chuyển thành màu xanh. Vậy là C sai. Rồi đề bài yêu cầu không đúng, C. 370 là một trong số những thể dạng thì tủ những cái dạng polymer của năm nay. Các em chỉ cần chú ý nhá. Đúng rồi, 3 muối thì nó sẽ có 3 thành phần, đúng rồi, chính xác. Câu 370 này. Thực hiện phản ứng chuyển hóa PVC thành tơ clorin. CH2 nối đơn CHCl K lần bằng tơ clorin, clo tác dụng. Tỷ lệ 1:1. Thế nên anh này nó sẽ là C2K H3K CLK mà cộng clo tỷ lệ 1:1 thì nó sẽ tạo thành là C2K tạo thành là C2K H3K trừ 1 CLK cộng 1. Được chưa? Thế ở trong này clo chiếm 66,7%, có nghĩa 35,5 nhân với K cộng 1 phần 12 nhân 2K cộng 3K trừ 1 cộng 35,5 nhân với K cộng 1 thì bằng 0,6667. Các em bấm máy tính giúp thầy xem K bằng bao nhiêu. Bấm giúp thầy cho K bằng bao nhiêu. K bằng bao nhiêu đấy? K bằng bao nhiêu đấy cả nhà? Bấm giúp thầy K bằng bao nhiêu? K bằng 2 hay là K bằng 3? K bằng 2 hay K bằng 3? Các thánh bấm máy tính được rồi, các thánh Casio rồi. Bấm giúp thầy em nào.
K bằng mấy? K bằng mấy nhỉ? Ô, cả một lũ không biết bấm máy tính, giờ bắt ông thầy già đi bấm máy tính. Các thanh niên ơi mau lên nào, K bao nhiêu? Máy tính của thầy cùi lắm không bấm được cái này. Này vừa đợi bọn em bấm rồi, không thể giải bằng tay rồi. K bằng 2, ok, Nguyễn Tẩm Tú, cảm ơn em. K bằng 2. Xong. 371. Carbohydrate nào trong cây có nhiều trong cây mía và củ cải đường? Carbohydrate mà có nhiều trong cây mía và củ cải đường ấy thì nó là gì? Saccharose đúng không? Đường mía và đường củ cải. Ok, cảm ơn cả nhà. Thank you Nguyễn Lương, thank you Nguyễn Thu Hà, cảm ơn Nguyễn Tẩm Tú, Đặng Quang Trung. Mình tiếp tục nhá. Câu 372, cho các kim loại sau số kim loại kiềm trong dãy. Số kim loại kiềm. 369. Em ơi, ừ 369 nhưng mà đây là không đúng mà. À chỗ này bị mất chữ alpha amino acid. Chỗ này bị mất chữ đấy em ạ. Chỗ này bị mất chữ nhá, thầy sửa lại rồi. 369 thầy sửa lại rồi, chỗ này bị mất chữ alpha. Đây này em nhìn có gạch, đây là alpha. Được chưa? Thank you em, mắt tinh thế. Mắt thầy còn bị mờ, mắt mấy đứa tinh thật. Comment đáp án đi nhá. Cho kim loại sau số kim loại kiềm trong dãy. Thì nhớ này, kim loại kiềm này. Lâu nay không rảnh chơi phây. Được chưa? Vậy kim loại kiềm chúng ta là liti natri. Được chưa? Vậy là 2 C. Tiếp tục nha, tiếp tục nha. Câu 373. Câu 373. Đun nóng 100g dung dịch glucose. Đun nóng 100g dung dịch glucose. 18%. Vậy là chúng ta tìm được khối lượng glucose nguyên chất bằng 100 nhân 0,18 bằng 18. Đúng chưa? Vậy chúng ta tìm được số mol glucose luôn, chia bằng 0,1. Số mol glucose 0,1. Thì thu được số mol bạc bằng 0,2, bởi vì 1 glu cho ra 2 bạc, nhân 2 0,2 nhân 108 21,6g. Vậy đáp án đúng đáp án B bỏ. B bỏ. Câu 374. Loại tơ nào sau đây đốt cháy chỉ thu được CO2 và nước? Có nghĩa là trong phân tử nó chỉ gồm có CH và O. Đúng không? Thế thì tơ olon là không được vì nó là CH2 CH CN. Thì thằng này có cả nitơ mà, không được. Nha, tơ lắp san. Tơ ni lông 6,6, lắp san là có nitơ, ni lông 6,6 có nitơ. Chỉ mỗi thằng nào. Ni lông 6,6 là có nitơ nhá. Đúng không? Giờ mình còn phân vân giữa tơ tằm và tơ lắp san. Tơ lắp san chỉ có CH và O thôi. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Ok. Tiếp tục. Câu 375. Kim loại được dùng phổ biến để tạo thành trang sức có tác dụng bảo vệ sức khỏe. Nào, kim loại được dùng phổ biến để tạo trang sức có tác dụng bảo vệ sức khỏe. Kim loại phổ biến để tạo trang sức có tác dụng bảo vệ sức khỏe. Thằng nào nhỉ? Bạc đúng không? Bạc. B bỏ. Câu 376. 376. Kết luận nào sau đây là đúng? Điện phân dung dịch CuSO4 với anode đồng. Nồng độ đồng trong dung dịch không thay đổi. Cái này sai bởi vì đồng sẽ bị điện phân thì nồng độ đồng trong dịch bị thay đổi mới đúng. Đốt lá sắt trong khi clo xảy ra ăn mòn điện hóa. Muốn ăn mòn điện hóa phải có hai điện cực. Ở đây mình chỉ có mỗi một điện cực là sắt, làm gì mà ăn mòn điện hóa được. B sai. Thanh kẽm nhúng trong dung dịch CuSO4 không xảy ra ăn mòn điện hóa. Vớ vẩn. Kẽm nhúng trong đồng 2 cộng thì nó sẽ tạo thành đồng cộng với kẽm 2 cộng. Vậy đây mình có đồng bám trên kẽm là hai điện cực rồi. Trong dịch chất điện ly là CuSO4 rồi. Vậy thì đáp án vậy là cái này lại sai tiếp. Kim loại có tính khử, nó bị khử thành ion dương, chính xác. D. Kết luận đúng, D. Câu 377. 377 nhá. Trong điều kiện thường, chất ở trạng thái khí là ethanol là lỏng rồi, rượu mình vẫn uống lỏng. Glycin. Glycin là ở trạng thái rắn, nó giống như mì chính. Methinamine ở trạng thái khí, còn anilin trạng thái lỏng. Vậy đáp án đúng đáp án C. Ok, các em hiểu chứ? Câu 378. Hòa tan hoàn toàn 6,5g kẽm, mình tìm được số mol kẽm bằng 0,1. Vào H4 loãng thu được Velix hydro, vậy cũng 0,1 khí hydro. 0,1 x 2,4 bằng 2,24. C. Câu 379. Phản ứng thủy phân NaCl trong môi trường kiềm gọi là phản ứng. Thủy phân NaCl trong môi trường kiềm nhé. Thủy phân NaCl trong môi trường kiềm nó phải gọi là phản ứng xà, phong, hóa, B bỏ. Câu 380. Công thức hóa học của sắt 3 hydroxit. Sắt 3 hydroxit, sắt sắt hóa trị 3. Đúng không? Chỗ này hơi thấp. Sắt 3 hydroxit, sắt hóa trị 3 đúng không? Vậy chắc chắn nó là gì nhỉ? FeOH 3 lần. Đáp án đúng đáp án B. Câu 381. Câu 381 này. Khi làm thí nghiệm với H4 đặc nóng thì thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế khí SO2 thay ra ô nhiễm môi trường, người ta thường nút ống nghiệm bằng ống. Câu này rất hay, nhiều đứa sai lắm. Thường nút ống nghiệm bằng bông tận dung dịch gì?
dung dịch gì đó mà tác dụng được với SO2. Muối ăn không tác dụng SO2, giấm ăn không, ăn côn không, mà là kiềm. Kiềm thì thường có hai loại, hoặc là sử dụng NaOH hoặc là sử dụng CaOH hai lần. Ô, mờ mờ các em, có thầy không hiểu đâu nhưng của thầy vẫn ép căng ấy. Hello, các em bị mờ không? Những bạn nào bị mờ chấm cái để thầy biết hả? 381 chúng ta đặt C kiềm, thấy chưa? Sang 382, các em thấy không, chúng ta làm việc cực kỳ tiết kiệm thời gian. Câu 382 sắp thi rồi mà, tiết kiệm thời gian, làm gì có thời gian mà quẩy. 382 sắp, cố lên, sắp xong rồi, sắp thi xong rồi. Cho các chất, số chất vừa tham gia phản ứng trắng bạc M á, các em bị mờ nét đó. Ok, cảm ơn Vân Phạm. 381 thoát ra vào lại thì chắc nó mới nét lại đấy. Câu 381, câu 382. Cho cái chất sau, số chất vừa tráng bạc vừa mất máu nước brom. Xem nào. Tráng bạc và mất máu nước brom nhá. Glucose đúng. Fructose là chỉ có tráng bạc không mất máu brom. Sacrose là chẳng tráng bạc chẳng mất máu brom. Tinh bột cũng vậy. Natri đây là nat N. Natri format là HCOONa, tráng bạc mất máu brom. Acid formic HCOOH, tráng bạc mất màu brom. Metin glycosid không? 1, 2, 3, bay, bê bỏ. Câu 383. Để khử mùi tanh của cá gây ra do một số amin, ta có thể rửa cá với, rửa cá với nước để càng tanh đúng không? Lại mở Thái Đức Bình. Các em bị mờ thật không? Hay là chỉ một vài bạn bị mờ? Nước muối thì vẫn là tanh, cồn càng tanh. Chúng ta phải hiểu là amin là bazơ. Đây, những thằng RNH2 nó là bazơ. Bazơ thì phải tác dụng với axit, với axit thì phải rửa cá bằng giấm dê. Câu 384. Các em bị mờ, các em chấm để thầy biết nhá. Bạn nào chưa xe lại về tuần đi xe là nhanh nhá, không là ẩn là mất đấy, không tìm thấy đâu. Câu 384. Khi để lâu trong không khí ẩm, một vật bằng sắt tây, sắt trắng thiếc bị xây sát sâu tới lớp sắt bên trong thì sẽ xảy ra quá trình gì? Sắt tây này, sắt trắng thiếc này bị xây sát sâu. Vậy là đây là SN và FE. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang, vậy sắt đứng trước thiếc, vậy sắt sẽ bị ăn mòn trước. Sắt sẽ bị ăn mòn và ăn mòn điện hóa. Đáp án đúng, đáp án B. Đúng chưa? Hai điện cực. Ok, cảm ơn công danh. Tiếp tục nhá. Câu 385. Câu 385. Thỉnh thoảng mờ chắc do tay thầy đấy. iPhone X của thầy nó nhận diện tay thầy nên nó làm mờ đấy. Câu 385, chất không thủy phân trong môi trường axit. 385, chất không thủy phân trong môi trường axit. Thế thì mình lưu ý này, những bọn mà monosaccharide là không bị thủy phân trong môi trường axit. Monosaccharide là không bị thủy phân trong môi trường axit. Vậy mình có này, glucose là monosaccharide là không bị thủy phân trong môi trường axit. Sắt thì thủy phân tạo thành alpha glu và beta fructose. Đúng rồi, do tay thầy. Sen thì là thủy phân tạo thành beta glu. Tinh bột thủy phân tạo thành alpha glu. Ok, câu 386. Câu 386. Cho các dung dịch riêng biệt, dung dịch thuốc thử nào để nhận biết các dung dịch trên. Thế ở đây chúng ta nhớ rằng là lâu lâu mờ tăng độ khó cho game. Ok, comment đáp án thật nhiều rồi nhá. Mấy đứa đang không comment đấy. Tiếp tục câu 386. 386. Có các dung dịch riêng biệt mất nhãn, dung dịch thuốc thử nào cần thiết để nhận biết các dung dịch trên. Thế thì ở đây mình thấy này, ở đây mình có rất nhiều thằng cation. Vậy mình nghĩ ngay đến thuốc thử là thuốc thử OH trừ. Tiếp tục là có hai thằng anion, vậy mình nghĩ đến thuốc thử BA. Vậy ở đây mình thử sử dụng thằng BAH hai lần. BAH hai lần vào NH4 thì có khí mùi khai bay lên. Vào AlCl3 thì có kết tủa, rồi kết tủa tan, rồi tan. MeCl3 thì kết tủa vào nâu đỏ. Thằng NH4 hai lần thì có khí mùi khai và có kết tủa màu trắng. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. M quá. Sao có đứa bảo kêu mờ quá nhỉ? Đợi thì tẹo để thầy check lại xem có đúng mờ. Mờ thật à? Đâu, thầy vẫn thấy nét căng hơn cả Sony luôn các em ạ. Thầy thấy nét căng hơn cả Sony luôn mà. Sao các em lại bảo mờ nhỉ? Này, tiếp tục. Câu 387. STX có công thức phân tử C2H4. 387. STX có công thức phân tử là C2H4O2. À, C2H4O2, vậy thì nó chỉ có thể là một anh duy nhất thôi.
HCOO CS3. Đun nóng 9g mình tìm được số mol 9 chia cho 60. 0,15 mol. Trong dung dịch là AH vừa đủ. Đến phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đường truyền mạng thì yếu á. Đâu? Đợi để tẹo nhá. Được rồi, ok, đợi để tẹo. Đợi để tẹo. Bật 4G đây. 4G thì làm sao mà mờ được nữa. Thầy bật 4G rồi nhá. Đứa nào mà thấy mờ thì vào xem lại đi. Lúc thầy nhìn thì nó nét lại rồi. Bây giờ là 4G. 4G thì không thể mờ được rồi. Đợi một tí. Cại mắt các bạn buồn ngủ. Bây giờ là thầy bật 4G đấy. 4G thì chắc chắn nét căng. Xem nhá. Mình có này. À, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được mờ các muối. Chưa nét bằng Ngọc Trinh. Ngọc Trinh thì thầy chịu. HCOONA. Vậy số mol này là 0,15. Vậy thì là giá trị của mờ. 0,15 nhân 68 bằng 10,2g. Đáp án đúng đáp án D. Chờ comment đáp án vào nhá. Comment đáp án vào. Xe lại cho thầy. Tiếp tục. Câu 388. Số đồng phân amin bậc 1 của công thức C4H11. Cái này phải dùng skin rồi. C4H11 đồng phân amin bậc 1. Vậy là 4 có 4. Tôi luôn C. Kinh khủng à. Dã man đi. Có 389. 389 mờ tuần hoàn nó chiếm gió. Thế thì bây giờ chắc chắn là do cái, do iPhone X của thầy nó nhận diện tay này rồi. Câu 389 cứ bây giờ là bật 4G rồi. 4G ra mà đường truyền yếu được. 389 2g hỗn hợp của metinamin CH3NH2 dimetinamin CH3NH CH3 2g. Phản ứng vừa đủ với HCl. Số mol HCl bằng 0,05. Ra khối lượng luôn 36,5. Thu được mà muối. Thu được mà muối. Vậy hoàn toàn mình tìm được luôn nhỉ. Mình tìm được luôn bằng 2 cộng với 2 cộng với 36,5 nhân 0,05 bằng 3,825. 3,825 đáp án đúng đáp án D. Được chưa? Ừ, chắc khả năng cái iPhone thấy Android thật. Nãy thi thoảng nháy giờ hết. Thank you em. Tiếp là chúng ta còn 10 câu nữa thôi các em ơi. Mạnh mẽ lên nào. Còn 10 câu nữa. Đấy. Còn 10 câu nữa thôi. 390. Một mẫu khí thải ra. Các em chú ý nha. Các em chú ý nha. Trưa nay. Trưa nay. Vào lúc 11:30. Chúng ta lại 11:30 hay là 12 giờ. Các em chọn 11:30 hay 12 giờ. Chúng ta lại like tiếp. Nào các em chọn 11:30 hay là 12 giờ. Cho comment một cái đấy. Thấy đông thì thầy live stream tiếp. 505 câu nhận biết thông hiệu. Chọn đi. 390. Một mẫu khí thải ra. Một mẫu khí thải ra được cho qua dung dịch COS4. Thấy kết tụa màu đen. Khí thải cho COS4 mà thấy kết tụa màu đen chắc chắn là COS. Vậy nó phải chứa lưu huỳnh. Vậy chỉ có thể là BH2S. 12 giờ. 12 giờ. 11:30. 11:30. Đấy, comment đi. Comment vào giờ đi. Xong rồi là thầy sẽ chọn 1 giờ. Chọn. Câu 391. Câu 391. Protein tham gia phản ứng màu biure tạo ra sản phẩm có màu gì? Màu gì nhỉ? Ui, 11:30 mới đi học lò lý về. Kinh nhỉ. Protein tham gia phản ứng màu biure tạo ra sản phẩm có màu gì? Màu tím. Màu tím. Đúng không? Biure là tím. Câu 392. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Phát biểu nào sau đây là không định kinh? Buổi sáng mà dậy sớm học bài mà được hơn 200 bạn cùng theo dõi. Dã man không? Tiếp tục nha. Câu 392. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Dùng nước đá khô để bảo quản thực phẩm là phương pháp an toàn nhất. Dùng nước đá khô để bảo quản thực phẩm là phương pháp an toàn nhất. Đúng. Nhưng đây hỏi không đúng. Dùng nước xử lý các ion kim loại nặng gây ô nhiễm. Sao lại dùng nước xử lý các ion kim loại nặng gây ô nhiễm bằng nước được? Đúng không? Để mắt tránh bị khô do thiếu vitamin đen, cà rốt, gốc cà chua. Cái này đúng tiếp nhưng mà loại, bởi vì hỏi không đúng. Amin đều không độc là sai rồi. Không độc được đúng không? Được sử dụng để chế biến thực phẩm là chết. Amin độc, cực kỳ độc. Vậy đáp án sai là đáp án D. D là sai nhất. Câu 393. Câu 393. Kim loại bạc không tan trong dịch nào? Bạc thì nó sẽ không tan trong H cộng, đúng không? Bởi vì là H cộng hay là HCl hoặc 2,4 loãng thì nó không bao giờ phản ứng với các kim loại mà đứng sau đứng sau hydro. Bạc đứng sau hydro. Vậy là nó không phản ứng trong dịch H2,4 loãng. Ok. Câu 394. Câu 394.
phương trình hóa học nào sau đây viết sai, em chú ý nha, viết sai. Đồng cộng sắt 3 để tạo thành đồng 2 cộng sắt 2, cái này đúng. Nên là nó viết đúng. Đồng cộng bạc cộng để tạo thành đồng 2 cộng bạc, cái này viết đúng. Hỏi viết sai cơ. Sắt cộng đồng 2 cộng để tạo thành sắt 2 cộng cộng đồng, sai tiếp. Vậy, đồng cộng HNO3 tạo thành CuNO3 hai lần cộng hydro, điêu, làm sao sinh ra hydro đúng không? Vậy sai là gì? Viết sai là gì? Học bài sáng sớm dã man ok. Đấy. Não bật tanh tách tách luôn. 395. Cho các phát biểu sau về carbohydrate. Cho các phát biểu sau về carbohydrate, số phát biểu đúng là glu và xác. Các em lưu ý nha, thầy dạy không có chém gió chém giết gì hết, thế nên là tiết kiệm thời gian, rất tiết kiệm thời gian cho các em luôn. Câu 395 rồi. 395 rồi. Vân Phạm vẫn chưa đi học, thầy chuẩn bị đi dạy. 7 giờ thầy có lớp offline 2K1. 395 cho các phát biểu sau về carbohydrate. Tối hôm qua dạy offline 2K1 xong về nhà livestream của em đấy. Xong sáng nay lại livestream xong rồi lại đi dạy tiếp. Glucose và sacrose đều là chất rắn có vị ngọt dễ tan trong nước. Glu và sac đều chất rắn có vị ngọt dễ tan trong nước, cái này đúng. Tinh bột và sen đều là polysaccharide, đúng tiếp. Trong dịch glu và sac đều hòa tan CuH2 hai lần tạo phức màu xanh lam, đúng tiếp. Đúng chưa? Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và sac trong môi trường axit chỉ thu được một loại monosaccharide sai. Tinh bột thì thu được alpha glu nhưng sac mình thu được cả alpha glu và cả beta fructose. Vậy này sai. Khi đun nóng glucose hoặc fructose với dung dịch AgNO3 trong NO3 thu được bạc, đúng. Glu và fructose đều tác dụng được với hydro. Đun nóng tạo thành sorbitol, đúng tiếp, đúng không? Vậy mình có 1 2 3 4 5, 5 nhân định đúng. À. Hắt xì hơi rồi các em ạ. Rồi. Câu 390 nào các em chọn trưa nay 11 giờ 30 hay 12 giờ chốt cái nào. 396. 396. Đốt cháy hoàn toàn Mg một chất béo triglyceride. Chất béo triglyceride. Chất béo cần 1,61 mol oxy, oxy 1,61. Triglyceride ký hiệu là CXHIO6 được. Sinh ra CO2 1,14. Nước 1,06. Vậy hoàn toàn đây mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, mình tìm được số mol của triglyceride. Mình có 1,06. 1,06 nhân 1 cộng với 1,14 nhân 2 trừ đi 1,61 nhân 2 bằng bao nhiêu, chia cho 6. 0,02 mol. Được chưa? Bây giờ thế thì ở đây mình bảo toàn khối lượng tiếp. Bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Nhìn kỹ nha, bảo toàn khối lượng này. Thấy có này, M chất béo cộng với lại 1,61 nhân 32 thì bằng 1,14 nhân 44 cộng 1,06 nhân 18. Đến đây mình tìm được M chất béo. 1,06 nhân 18 cộng với 1,14 nhân 44 trừ đi 1,61 nhân 32 bằng 17,72. Vậy M chất béo của thầy bằng 17,72. M chất béo của thầy bằng 17,72. Gam. Thế mà ở đây đề bài lại cho 7,088 gam chất béo. Thế mà ở đây đề bài cho 7,088 gam chất béo. Vậy chất béo lúc này 0,02 mol thì nặng 17,72. Thế vậy bây giờ là 7,088. 7,088 thì là bao nhiêu mol? Vậy mình thử nhá. Mình tìm phân tử khối 17,72 chia cho 0,02 bằng 886. Vậy 7,088 chia N bằng 8 nhân 10 mũ trừ 3. 8 nhân 10 trừ 3 mol. Đấy. Thế đề bài hỏi. Đề bài hỏi là khối lượng muối tạo thành chất béo ăn 3 này áo ăn để tạo thành muối cộng glycerol là C3H8O3. Vậy anh này 8 x 10 trừ 3 thì thằng này nhân 3 lên bằng 24 x 10 trừ 3. Glycerol vẫn bằng 8 x 10 trừ 3. Đến đây mình lại bảo toàn khối lượng tiếp. 7,088 cộng với lại 24 x 10 mũ trừ 3 nhân 40 bằng M muối cộng với lại 8 x 10 mũ trừ 3 nhân 92. Vậy ta được này. 7,088 cộng với 24 nhân 10 mũ trừ 3 nhân 40 trừ đi 8 nhân 10 mũ trừ 3 nhân 92 bằng, ôi sao lại âm chết rồi, 7,088 này cộng với 24 này nhân 10 mũ trừ 3 này nhân 40 này trừ đi này 8 nhân 10 mũ trừ 3 nhân 92 bằng 7,312. 7,312 đáp án đúng đáp án à. Rất tốt, Vân Phạm đúng, chính xác. Câu 397. Câu 397.
cho dãy các chất sau, bạn nào chưa xe lại về tường, xe nhanh lại về tường đi nhá. 397, cho dãy các chất sau, số chất trong dãy tác dụng với cao hắt đun nóng là, chúng ta còn 3 câu nữa thôi, cố lên các em. Tác dụng với cao hắt thì anh này có nhóm xe hắt có này, phenol có đúng không, este có đúng không, ancol không, anh này muối amoni có. 1, 2, 3, 4, anh đáp án đúng đáp án C. Câu 398, câu 398 có 5 dung dịch được đánh số ngẫu nhiên pH và khả năng dũng điện dẫn điện của dung dịch theo bảng sau. Đây, pH và khả năng dẫn điện theo bảng sau. Đây, nhìn thấy bảng chưa? Các dung dịch ABCDE lần lượt là, thứ nhất là bây giờ có dẫn điện kém là C và D, C và E. Mình nhìn nhìn C và E dẫn điện kém. Na2CO3, CH3COH, C3COH, NH3, NH4Cl. Đây, dẫn điện kém. Vậy dẫn điện kém là chất điện đi yếu. Na2CO3 chất điện đi mạnh, vậy không thể Na2CO3 chất điện đi yếu được nên loại B và loại A, mình nhìn tinh. Được chưa? Tiếp tục nha. D pH bằng 1,25. Vậy là nhỏ hơn 7, nhỏ hơn 7 nó phải là axit, đúng không? Đây D. D là ngay đằng sau E, ngay đằng trước E, đây axit. Đấy là axit, chưa làm ăn được gì. Đúng chưa? Bây giờ nhìn thằng A. pH bằng 5,25, nhỏ hơn 7. Vậy nó phải là axit. Đây Na2CO3 là bao giờ vứt? NH4Cl nó phải có tính axit. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Kinh khủng không? Câu 399. Câu 399 dạy cho các em một chiêu kinh điển. 399 dạy cho các em một chiêu kinh điển. Skin kinh điển. Skin này rất là kinh, tinh ý nhá. Giờ mới xe. Mình có số mol bạc chia số mol sắt bằng số mol bạc là 5A, số mol sắt là 2A bằng 2,5, lớn hơn 2, nhỏ hơn 3. 2 từ nguyên sắt dương 2, 3 từ nguyên sắt dương 3. Vậy suy ra hỗn hợp tồn tại sắt dương 2, sắt dương 3. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Kinh khủng không? À, điện ly mạnh là các chất gồm axit, bazơ mạnh, các muối trừ muối của thủy ngân. Được chưa? Đấy nhá, lấy trung đức nhá. Còn điện đi yếu là các axit, bazơ yếu, muối của thủy ngân và nước. 400, câu cuối cùng. 400. 400. Cho phát biểu sau. Số phát biểu đúng là. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là. À, cho cellulose vào ống nghiệm chứa nước sợi vaser khuấy đều thấy cellulose tan ra. Đúng. Tơ visco, tơ acetat là tơ tổng hợp. Tổng hợp không phải đúng không? Nó là tơ bán tổng hợp. Hay là nhân tạo cơ. Được chưa? Thầy xe trên tường rồi em ạ. Thầy xe trên tường từ lâu lắm rồi. Trên channel YouTube vẫn còn đấy. Bán tổng hợp và nhân tạo. Vậy thằng này hai sai. Tơ nitron hay olon được dùng để dệt vải, may quần áo ấm hoặc bện thành sợi len, đàn áo red. Đúng tiếp. Các chất hữu cơ thường có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao, khó bay hơi. Đúng không? 1, 2, 3, 4. Từ từ. Các chất hữu cơ thường nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao. À sai. Hợp chất hữu cơ làm sao mà nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sai sôi cao được? Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp. Ở trong phản ứng trắng gương, glucose đóng vai trò chất oxy hóa, glu đi qua GNO3 trong NH3 để tạo thành bạc. Đây bạc cộng thành bạc, vậy bạc cộng đóng vai trò chất oxy hóa thì glu đóng vai trò chất khử, chất oxy hóa là sai. Vậy mình có mấy nhận định đúng? 1, 2. Em ơi, NH2CO3 là muối, muối chắc chắn nó là chất điện lý mạnh. Muối là auto mạnh trừ muối thủy ngân thôi. Được chưa? Vậy mình có hai nhận định đúng, 1 và 3. Đáp án đúng đáp án à. Ok. Các em ơi, chốt giờ nhá. Hẹn gặp lại các em vào 12 giờ trưa nay. 50 câu tiếp. Từ câu 400 đến câu 450. Nha, hẹn gặp lại các em vào 12 giờ trưa nay. Bye bye, hẹn gặp lại. Chào đợi với các em và ngay lập tức bây giờ đây thì sẽ tăng chúng ta một cái tài liệu siêu hot nhá. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại vào 12 giờ trưa nay.